Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với video của mình. Mình là Bi đây và ngày hôm nay như thường lệ mình sẽ giải đáp một câu hỏi cho các bạn nha. Thì các câu hỏi trong video lần này đó sẽ là mực nước nuôi cá vảy màu bao nhiêu là phù hợp. Rồi, ok, chúng ta hãy cùng tìm hiểu nha. Nếu mà anh em có ý kiến gì thì hãy comment dưới cho mình biết với nha. Thì nói về mực nước nuôi cá thì chúng ta sẽ chia ra hai trường hợp. Thứ nhất là cá lớn, thứ hai là cá con. Đó. Thì cá lớn nó dễ hơn, cá con thì mình sẽ bàn sau nha. Đầu tiên mình sẽ nói về cá lớn này. Giống như ở đây các bạn có thể thấy mình đang nuôi cá ở mực nước tương đối thôi, không quá cao cũng không quá thấp. Thì mực nước nuôi cá của mình hiện tại là, để mình đo cho các bạn xem đó, để coi khoảng chừng 17 cm đó. Thì một số anh em nói rằng là cá bảy màu thì chúng ta nên nuôi nước thấp. Đó, mấy anh em để nước rất là thấp luôn, khoảng chừng 5 cm, 3 4 cm cũng có nữa. Mình cũng từng có xem một video trên mạng nói rằng là ở ngoài tự nhiên, môi trường tự nhiên á, thì cá bảy màu sống ở môi trường nước rất là thấp. Ví dụ như là ở ao, hồ, sông, suối, các bạn có thể thấy là cá bảy màu nó thường sẽ dạt vào phía bờ ở chỗ mà mực nước rất là thấp để nó bơi và sinh hoạt. Đó. Thì mình có một cái lý giải như thế này với cái vấn đề đó. Tại vì lúc trước ở nhà mình cũng có một cái ao, thì mình có để ý như thế này. Tại vì cá bảy màu nó thường rất là thích bơi trên mặt nước các bạn. Nó rất là thích bơi trên mặt nước, bơi vòng 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 vậy đó. Nhìn giống như là nhảy múa trên mặt nước á. Các bạn có thể hình dung được không? Đây, để mình cho các bạn xem. Đó, giống như vậy. Tụi nó rất là thích bơi trên mặt nước. Khi mà tụi nó đói bắt đầu đi kiếm ăn á, tụi nó sẽ bơi xuống cái đáy để mà tìm thức ăn, còn không thì tụi nó sẽ bơi trên mặt nước để giống như là đi dạo vậy mấy bạn. Ở đây cũng vậy nè, thấy không? Đó. Thì ở trong ao hồ thì tại sao cá bảy màu lại dạt ra phía bờ nơi mà mực nước rất thấp? Mình có để ý như thế này, nếu mà con cá bảy màu ở nhà mình lúc trước á, nó bơi ra giữa ao thì ngay lập tức sẽ có những con cá lớn hơn bơi tới ăn nó. Đó, đó là cái lý do nó luôn bơi ở phía bên ngoài nơi mà mực nước thấp, nơi mà những con cá lớn nó không đến được. À, nó không thể mà hoạt động một cách nhanh nhẹn ở trong cái vùng nước thấp đó được, và con cá bảy màu nó dựa theo cái bản năng chống sự nguy hiểm của nó tránh đi những nơi có mực nước cao, nơi đó có những cái thành phần con cá gây nguy hiểm đến tính mạng của nó. Thành ra nó sẽ bơi bơi ở mực nước thấp chứ không phải là nó sẽ thích mực nước thấp các bạn. À, các bạn hiểu ý mình không? Đó. Không phải là nó thực sự thích mực nước thấp, là bởi vì nơi có mực nước thấp tạo cái độ an toàn cho nó thì nó bơi ngay chỗ đó. Mình để ý rất là nhiều lần đó, nếu mà con cá nó bơi ra những nơi mà nước sâu ở giữa ao giữa hồ á, là sẽ có những con cá lớn bơi vòng vòng để bắt đầu săn mồi và ăn những con cá bảy màu của chúng ta. Đó, lúc trước là trong ao mình rất là nhiều bảy màu anh lơ luôn, bảy màu rừng đó mấy bạn. Bởi vậy mình khuyên mấy anh em á, nếu mà các bạn có hồ cao thì các bạn đừng có nuôi mực nước quá thấp nha. Nhiều anh em nuôi nước ở như đây à, như đây à, như đây nè, đó nhìn nó rất là chán. Tại vì con cá của chúng ta nó cần không gian để nó bơi lội mấy bạn. Con cá bảy màu nó vô cùng thích bơi lội luôn, nó giống như là vũ công múa quạt vậy. Nhất là mấy em Dumbo, cái tay bơi bự bự ra là múa giống như là múa quạt. Như vậy thì các bạn nên để nước nhiều để cho nó có không gian sinh hoạt và bơi lội. Nó sẽ thích bơi lội ở trên gần phía mặt nước và kiếm ăn ở vùng đáy. Giống như vậy, các bạn thấy nó đi ở dưới vùng đáy đi kiếm ăn không? Thì mực nước của mình đang nuôi ở đây đó là khoảng 17 đến 18 cm. Cái hồ này là 23 cm, thì bình thường mình để là nước là khoảng tới đây, tức là khoảng chừng 20 cm. Đây, bữa nay nước nó bốc hơi bớt rồi, trời nắng quá, mình chưa có chăm thêm. Đó. Bình thường mình nuôi sẽ khoảng chừng 20 cm nè. Thì mình có tham khảo rồi, ở một số trại anh em nuôi cá bảy màu mực nước khoảng chừng 30 cm các bạn. Thì anh em cũng khuyên mình á, là nên nuôi mực nước khoảng chừng 20 đến 30 cm, như đó là đủ để cho con cá của chúng ta nó có không gian và nó có thể tích nước, cái khối lượng nước nó bơi, nó hoạt động, nó sinh sống. Nếu mà các bạn để nước thấp thì nó vẫn
sinh sống được chứ không có gì hết á, nhưng mà sẽ hạn chế lại cái hoạt động của nó. Cho nên nếu mà các bạn có hồ cao thì cứ để nước nó cao lên khoảng chừng 20 đến 30 cm nha, đừng để thấp quá. Ở trong hồ các bạn nên bỏ rong bèo để tạo thêm oxy cho cá của chúng ta. Nếu mà cá số lượng nhiều á thì nên sủi thêm oxy, sẽ tạo thêm nguồn oxy dinh dưỡng trong nước. Rồi tiếp theo đó là dành cho cá con. Cá con thì chúng ta sẽ phân ra vài giai đoạn như sau. Thứ nhất là cá mới đẻ. Cá mới đẻ thì thực sự là các bạn chỉ cần để nước khoảng chừng hai lóng tay thôi. Như mình đang để đây nè, các bạn thấy không? Khoảng chừng hai lóng tay đây. Còn mình để hơn một chút xíu nè. Đó. Thì cá các bạn vừa mới đẻ ra khoảng chừng 1 tuần 2 tuần các bạn chỉ cần để nước thấp thôi. Tại vì sao? Tại vì con cá của chúng ta nó mới đẻ, nó không có bơi nhanh được các bạn. Giống như là một cái con cá nhỏ thì bơi cái quãng đường nó ngắn hơn so với con cá lớn. Con cá lớn thì cái chiều cao bao nhiêu đó đó nó bơi, sẽ bơi được nhanh. Còn con cá nhỏ nó bơi cũng cái chiều cao bao nhiêu đó thì nó sẽ phải tốn rất là nhiều sức lực và thời gian để bơi được lên tới mặt nước. Bởi vậy các bạn là để mực nước thấp thôi, khoảng chừng hai lóng tay, để cho cá con của chúng ta nó bơi lên bơi xuống nó không bị đuối. Con cá con mà bị đuối sức rất dễ bị lắc và chết đó. Lúc trước mình đã từng nuôi cá con ở mực nước khoảng chừng là 20 mấy cm và cá con nó chết rất là nhiều, là khoảng chừng 80 con, còn lại mấy con thôi đó. Thì từ lúc mà mình nuôi nước thấp tới giờ cá con hao hụt rất là ít. Với lại một phần nữa là khi mà các bạn cho cá con ăn á thì thức ăn một phần nó sẽ rơi xuống đáy và cá con nhiều khi nó sẽ phải bơi xuống đáy để nó ăn. Còn nếu mà mực nước của chúng ta cao quá, con cá con sẽ không tìm được thức ăn ở dưới đáy, tại vì nó sẽ bơi ít hơn, nó sẽ bơi từ đáy lên mặt nước ít hơn. Cá con các bạn cũng thấy nè, thường thường nó cũng dạo trên mặt nước đó, mấy bạn thấy không? Nó cũng giống như cá lớn vậy đó, cái tập tính của nó là dạo trên mặt nước, chừng nào đói thì xuống đáy kiếm ăn. Mà nếu mà đáy quá xa thì nhiều khi nó sẽ ít xuống đáy để kiếm ăn, thành ra là các con nó ít kiếm được thức ăn hơn. Cái lượng thức ăn dư thừa ở trong nước nó cũng nhiều, làm dơ nước của chúng ta. Đó. Thứ nhất, đầu tiên con cá không đi kiếm được thức ăn nhiều nè, thứ hai là làm dơ nước nè. Đó. Khi mà con cá bắt đầu lớn lên khoảng chừng 3 đến 4 tuần tuổi thì các bạn sẽ thấy con cá nó bự hơn chút xíu. Đây, con cá nó bự hơn chút xíu, đây khoảng 3 tuần 4 tuần gì nè, 3 tuần nè. Đó, lúc đó mình sẽ bắt đầu châm nước cao hơn, mình bắt đầu để luôn một ngón tay. Đó, các bạn thấy không? Tại vì sao? Tại vì con cá nó càng lớn thì chúng ta càng cho nó nhiều không gian để mà bơi lội hơn, thì lúc đó chúng ta sẽ châm nước nhiều thêm chút xíu. Đó, như thường thường cái quy tắc của mình cũng không có, không gọi là quy tắc gì, cứ cá lớn khoảng chừng 1 tháng là mình châm một ngón tay. Đó là đầu tiên là hai đốt tay này, rồi thêm xíu là thêm 3 đốt tay đó. Thì khi cá mà lớn lên một xíu nữa mình sẽ châm thêm nữa đó. Cứ cứ đều 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 khoảng chừng 1 tháng rưỡi là mình sẽ châm thêm một khoảng chừng 2 cm nữa. Khoảng chừng 2 tháng là con cá nó bắt đầu, nó gọi là mình gọi là cá bắt đầu trưởng thành rồi đó. 2 tháng là mình sẽ nuôi mực nước giống như cá trưởng thành luôn, cá lớn bình thường luôn, giống như hồi nãy mình có nói đó, là khoảng chừng 20 đến 30 cm. Đây giống như cá đây khoảng chừng bao lâu ta, chưa được 2 tháng rưỡi, khoảng chừng 2 tháng rưỡi đây mình muốn nuôi mực nước nè. Đó, mấy bạn thấy không, tới giữa lòng bàn tay của mình luôn đó. Thì con cá con của chúng ta càng lớn thì chúng ta càng tăng cái mực nước lên để cho tăng thêm cái diện tích, cái không gian mà con cá bơi lội, tại vì cá nó rất cần bơi lội các bạn. Nếu mà cá không bơi và ít bơi nó rất dễ bị stress, với lại nếu mà nó ăn nó không bơi nó sẽ không tiêu hóa được, làm dễ mang đến những bệnh giống như sình bụng hay là tóp bụng. Rồi đó, thì mình tổng hợp lại ha, cá lớn á thì các bạn có thể áp dụng cái mực nước là khoảng 20 đến 30 cm, còn cá con á các bạn sẽ tăng lên từ từ. Đầu tiên khi mà cá mới đẻ các bạn sẽ áp dụng là khoảng chừng hai lóng tay vậy thôi đó. Cá khoảng chừng là 3 đến 4 tuần tuổi các bạn sẽ áp dụng là thêm một lóng tay nữa, là 3 lóng tay, là một ngón tay luôn. Nếu mà cá lớn hơn 2 tháng thì các bạn cứ tăng dần lên. Đó, giống như ở đây 2 tháng rưỡi thì mình để nước khoảng chừng bao nhiêu đây đó, 2 tháng rưỡi đến 3 tháng là coi như cá lớn rồi, các bạn áp dụng như cá lớn bình thường 20 đến 30 cm là ok đó. Các bạn đừng nuôi nước thấp quá.
nước thấp quá thì cũng được thôi, nhưng mà hạn chế không gian di chuyển của nó. Nói chung là mình thấy cá là mình muốn tụi nó bơi lội bạn, cho nên mình cấp nhiều không gian cho nó lắm. Cá mà không bơi thì tương đối là đáng thương. Rồi, ok, thì đó là những chia sẻ của mình về mực nước nuôi cá Bảy Màu. Nếu mà anh em có những chia sẻ gì khác mình thì hãy comment bên dưới cho mình biết nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo nha. Tạm biệt các bạn.